Nhà thấy có một con chó cảnh rất là dễ thương. Hàng xóm nhà thầy còn có một con chó Nhật dễ thương không kém. Cuối tuần này thầy sẽ dẫn cả lớp đi ăn sáng. Trong cuộc sống này, đừng bao giờ để nghiệp đến với mình. Các em có thể thấy, đây là một vấn đề rất thâm thúy. Tụi em đi học ấy, nhớ là mỗi ngày phải tác phong nha. Nào, cùng đánh vần nhá. Ngời eo nghèo, huyền nghèo. Khờ ung khung, huyền khùng.